Arahang sama sambutoho fakawa putang fakawantang afiwa demi soakato fakawata tamo tamang namasami sepati panuho fakawato sawakasang ko sangkang namami. Kênh cũng thỉnh cũng hợp nhiệt. Xin chào tất cả các vị, chúng ta bắt đầu buổi học. Dạ, con kính đảnh lễ sư cả. Con kính đảnh lễ sư cả. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Chào các vị. Vừa rồi chúng ta đã học về các cái ý nghĩa trong 12 cái mấu chốt duyên khởi. Thì ở trong giáo lý duyên khởi nó được tóm tắt lại, nó là do cái này có mà cái kia có, do cái này diệt mà cái kia diệt. Vì vậy trong một cái câu nói đơn giản như vậy đó, nhưng mà Đức Phật này nói rằng trong cái giáo lý duyên khởi này nó rối rắm như là một cái tổ kén hay là một cái mớ cỏ rối. Là bởi vì khi mà nói đến cái nhân và cái quả đó, thì chúng ta có những cái nhân gần, có những cái nhân xa, có cái nhân trực tiếp, có nhân gián tiếp. Do vậy khi một cái sự có mặt nào đó, đó thì nó có vô số cái nhân của nó, và do vậy không có dễ dàng chúng ta nói rằng đây là cái, không dễ dàng nói rằng là cái sự việc đó là do cái nhân nào. Nó tùy theo cái điều mà mình muốn nhấn mạnh nói đến cái nhân đó thôi. Chúng ta ví dụ như là người ta nói rằng là cái bức tường giữa Mỹ và Mexico là do cựu tổng thống Donald Trump ông xây dựng. Chúng ta cũng biết rằng là không phải tự thân tổng thống làm mà do những người khác làm, mà cụ thể là chính là những người thợ họ làm nên cái bức tường biên giới đó. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn vẫn có thể nói rằng là do cựu tổng thống Mỹ làm, ví dụ như vậy. Thì khi mà Đức Phật này nói rằng là do vô minh mà có hành đấy, hành ở đây tức là những cái hành động thiện ác đó, thì chúng ta thấy rằng trên thực tế nó đôi khi mình làm một cái việc ác nào đó, việc ác đó cũng có thể là do tham mà mình làm, do sân mà mình làm, do mù quáng mà mình làm, rồi do cái thiện tâm mà mình làm, như chúng ta làm các cái việc thiện. Tuy vậy mà trong cái giáo lý duyên khởi đó thì Đức Phật này không có nói rằng là do tham có hành, mà do sân có hành, do thiện mà có hành, mà Đức Phật này nói rằng là do vô minh mà có hành. Thì khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta thấy rằng là giáo lý duyên khởi được trình bày cái phần vận và phần nghịch. Trong đó là phần vận tức là do vô minh có hành, do hành mà có thức, do thức có danh sắc, vân vân. Rồi Đức Phật này nói đến cái chiều nghịch, tức là do vô minh diệt mà hành diệt, do hành diệt và thức diệt. Và hầu hết tất cả những cái bản luận á, chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng là lý duyên khởi thì chúng ta được giải thích đó đầy đủ về cái chiều thuận, nhưng mà đến cái chiều nghịch á, thì chỉ nói một cách vắn tắt. Ở trong cái chiều thuận đó, chúng ta học đầy đủ là thế nào,
là vô minh và thế nào là hành và thế nào vô minh nhưng cho hành, tương tự như vậy các cái mấu chốt còn lại. Nhưng mà đến cái chiều nghịch đó thì chúng ta chỉ nói một cách vắn tắt là do vô minh diệt mà hành diệt, do hành diệt mà thức diệt. Tuy vậy đó, trong cái vắn tắt đó đó mới thấy ra rằng là tại sao Đức Phật này nói trong nhiều cái nhân mà dẫn đến cái hành đó, thì lại là Đức Phật này nói là cái vô minh duyên hành. Ở đây đó, khi mà nói đến một cái hành động nào đó thì chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái nguyên nhân: tham có, sân có, si có, thiện có, ác có. Nhưng mà Đức Phật này nói là cái ngày nói cái nhân là cái nhân vô minh. Và cái nhân này đó, chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng rằng là tại sao Đức Phật này nói đến cái vô minh. Thì cái câu trả lời ấy, nó ở trong một cái phần nghịch. Ngài nói rằng là do vô minh nó mà có hành. Và chính cái điều đó đó mà do vô minh diệt là hành diệt. Khi mà chúng ta nói đến cái chiều nghịch đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng, thấy rõ hơn là cái chiều thuận. Bởi vì thí dụ như là chúng ta nói rằng là sở dĩ mà có hành đó, là do có sân. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng hành do sân mà duyên cho hành đó, thì khi đó chúng ta trình bày cái chiều nghịch đó, thì nó không có đầy đủ. Bởi vì sân diệt thì hành vẫn còn chứ chưa có diệt. Chúng ta nói rằng là cái sở dĩ mà có cái hành động đó là do cái thiện tâm của chúng ta. Nhưng mà có những cái hành động nó không có thiện tâm. Có những cái hành động là không có tham, có những cái hành động là không có sân, có hành động là không có thiện. Thì vậy thì nếu mà chúng ta chọn còn những cái nguyên nhân gần á, thì khi mà chúng ta nói cái chiều nghịch á, thì nó không có bao hàm sân diệt á, nhưng mà hành nó không diệt. Do vậy mà Đức Phật á, trong nhiều cái nhân mà dẫn đến cái hành á, thì Đức Phật ngày lấy ra cái nguyên nhân chính yếu. Bởi vì cái nguyên nhân chính yếu này á, mà hễ mà không còn vô minh rồi đó, thì tất nhiên á, là nó không còn hành. Chứ nếu mà Đức Phật này lấy những cái nguyên nhân phụ á, là không có sân á, do sân mà có hành á, thì nếu không có sân á, thì nó vẫn còn tham, nó vẫn làm hành. Và trong những cái trường hợp mà không có mặt của tham, không có mặt của sân mà có mặt của thiện á, thì vẫn tạo ra hành. Nhưng mà trong trường không có trường hợp nào, không có trường hợp nào mà không có vô minh mà lại tạo ra hành, không có. Không có trường hợp đó. Chúng ta còn nhớ là ở trong cái phần căn bản này, là đối với vị thánh, một vị thánh A-la-hán, các ngài do vì đã diệt vô minh rồi, cho nên toàn bộ những cái hành động của ngài chỉ còn gọi là duy tác hay là tốt thôi. Do vậy đó, trong cái chỉ trong cái phần nghịch thôi, nhưng mà trong cái phần nghịch nó mới thấy ra được cái rõ ràng là tại sao mà Đức Phật cái trong cái phần vững rất là nhiều cái nhân mà ngài nói đến là rất là nhiều cái nhân đến dẫn đến hành, thì Đức Phật này chọn ra cái là cái vô minh thôi. Thì cũng giống như chúng ta nói rằng là cái bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico á, thì mình nói rằng là người nào mà làm cái bức tường đó thì rất rất là nhiều người, kể cả hàng trăm hàng ngàn người, nhưng mà người ta nói một cái nguyên nhân chính tức là do cựu tổng thống Mỹ ông vào, thì nếu không có ổng thì sẽ không có những cái bức tường kia. Còn nếu mà chúng ta nói rằng là sở dĩ cái động tường thành đó là do cái nhóm người thợ này làm, thì thật ra nếu không có người thợ đó thì cũng sẽ có nhóm người thợ khác làm. Cho nên tuy rằng là những người thợ đó chính là người trực tiếp xây dựng bức tường đó, nhưng mà nói cái nguyên nhân chính thì không phải là những người thợ đó. Bởi vì không có người thợ đó thì cũng có người khác. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói những cái hành động mà do vì cái sân, vì cái ganh tị, vì cái vấn đề vân 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 vân, nhưng mà nếu những cái nguyên nhân đó mà nó không có thì có cái khác thế. Không có hành động vì tham á, không có hành động vì sân á, thì tham nó thay thế. Không có hành động vì tham, vì sân, vì si á, thì thiện nó thay thế. Nhưng mà nếu không có cái vô minh á, thì toàn bộ thì không có thể có hành. Đây là cái điểm then chốt mà khi mà chúng ta học giáo lý duyên khởi, chúng ta phải chú ý cái phần nghịch đó. Mới cái phần nghịch nó là
cái phần nêu bật ra cái nguyên nhân tại sao mà trong cái phần thuận Đức Phật này chọn cái nào là cái nhân. Đó là cái luồng, cái chúng ta chú ý về cái giáo lý duyên khởi. Và ở đây chúng ta thấy cái phần thứ kế đến đó, là tại sao mà trong cái phần thuận là chúng ta học trong kinh điển đó, được kể rõ, được kể chi tiết rõ ràng từ vô minh đến hành, rồi cho đến cuối cùng là thủ duyên hữu, hữu và duyên duyên sinh. Mỗi cái mấu chốt như vậy đó thì chúng ta được học kể rõ ràng chi pháp nó như thế nào. Từ hành duyên cho thức thì cái hành như thế nào, rồi cái thức như thế nào, rồi thức duyên nhân sắc, rồi nhân sắc là cái gì, vân vân. Nhưng mà đến khi mà chúng ta học đến cái chiều nghịch đó, là chúng ta không có học được giải thích tường tận là thế nào là hành diệt, thế nào là vô minh diệt hành diệt, và thế nào hành diệt thì thức diệt. Chúng ta không có một quyển sách nào mà trình bày cái điều đó cách chi tiết hết. Là bởi vì sao vậy? Là trong các cái bản sớ giải thích rằng là nó giống như khi mà từ một cái mầm mống á, từ một cái hạt giống á, cho nên mới có cái mầm cây. Từ cái mầm cây á, nó mới có cây non. Từ cây non nó mới có cái cây sinh trưởng. Từ cái cây mà nó đã sinh trưởng rồi đó, thì nó mới có hoa, có trái, vân vân. Thì khi mà một cái cây mà nó hình thành như vậy đó, nó phải hình thành từng cái giai đoạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hạt giống rồi đó, thì các cái phần sau đó thì chúng ta chỉ hiểu rằng là do không có hạt giống cho nên toàn bộ nó còn gì hết. Chúng ta đã không có hạt giống rồi thì chúng ta không cần phải giải thích bằng, không cần phải tìm hiểu thêm nữa là do vì không có cái hạt giống cho nên là không có cái mầm non, không có mầm non, không có cây con, không có do vậy không có cây con, không có cây trưởng thành, rồi không có do vì không có cái cây mà nó đã sinh trưởng rồi thì nó không có hoa, có lá, có trái. Chúng ta không cần phải nói như vậy, bởi vì cái căn bản cái phần đó đó là phần chúng ta hiểu nhầm vậy thôi. Chứ thật ra khi mà nó đã không có hạt giống rồi, toàn bộ vấn đề sau thì nó không có. Cho nên cái phần nghịch đó, là cái phần nghịch ở đây nó có hai cái vấn đề mà tôi nhắc lại. Thứ nhất, từ cái phần nghịch này chúng ta hiểu rõ ràng hơn là tại sao trong cái phần thuận Đức Phật này chọn cái nào là cái nhân. Mặc dù một cái việc nào đó luôn luôn nó có rất rất nhiều nhân, vô số cái nhân, mà lại sao Đức Phật này chọn ra cái một cái nhân nào đó mà Đức Phật này nói đó. Và cũng trong cái phần nghịch đó thì chúng ta hiểu rằng là chỉ có cái vô minh diệt rồi thì toàn bộ cái mấu chốt sau thì chỉ được hiểu rằng là không có mặt thôi, chứ chúng ta cũng không có thể nào tìm hiểu, chúng ta cũng không có trình bày được là trong cái chi pháp là ví dụ giống như chúng ta không cần phải học là ái diệt cho nên là thủ diệt, rồi trong ái là gì, thủ là gì, chúng ta không có đề cập đến nó được, bởi vì căn bản là nó không có mặt rồi. Các vị có nghe kỹ ý tôi nói không? Dạ thưa có. Dạ, cho nên trong khi học về cái giáo lý duyên khởi này đó, nó có những cái điều chúng ta phải chú ý như vậy. Chứ thật ra mà nói thì trùng trùng duyên khởi mà vô số cái nhân để dẫn đến một cái quả đó, chứ không thể là một cái nhân. Ví dụ giống như bây giờ chúng ta nói rằng là tại sao chúng ta có cái lớp học này, chúng ta kể rất là nhiều lý do để mà chúng ta nói do vì sự trí tịnh muốn mở cái lớp này, hay là do các vị yêu cầu vân vân, vô số cái lý do. Nhưng mà khi mà chọn ra được một cái nhân chính để mà cái nhân nó mang tính quyết định, chỉ Đức Phật mới làm cái điều đó. Do vậy đó, ai cũng muốn thoát khổ hết đó, chứ không phải loại riêng các vị thánh chân các ngài mới thoát khổ. Chúng ta phạm vô ai cũng thoát khổ hết đó. Nhưng mà cái cách mà tìm cái nguyên nhân mà triệt để đó là chúng ta không có tìm được. Phàm phu mình đó là mình khổ, cái đôi khi mình nghĩ rằng là mình đang bệnh cho nên khổ. Và do vậy cái khi mà mình nghĩ như vậy đó là cái mục đích của chúng ta làm sao là chúng ta nghĩ rằng là cái hạnh phúc của mình đó là bây giờ làm sao mình hết bệnh như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta hết bệnh rồi thì chúng ta gặp cái khổ khác. Bởi vì không có người nào khổ giống người nào hết á. Những người nghèo á thì họ nghĩ rằng là cái khổ của mình là do vì mình không có tiền, cho nên họ là trong cái
cái quan điểm của người nghèo á, họ, họ nghĩ rằng là cái hạnh phúc ở đây á, cái bài toán đi tìm cái hạnh phúc á, là tiền. Bởi vì họ nghĩ rằng là họ khổ, họ, cái vấn đề họ đang khổ á, là do bị họ nghèo. Mà hễ mà họ có tiền rồi đó thì họ không hết khổ. Còn cái người khác đó là họ đã có tiền rồi, nhưng mà bây cái bài cái khổ của họ là họ nghĩ rằng giờ họ cái họ có cái gia đình nó không có hạnh phúc, cho nên cái bài toán đi tìm hạnh phúc của họ là họ làm sao họ tìm sao là họ có được cái mái ấm gia đình hạnh phúc thì nó là hạnh phúc. Và do đó trong cái bài toán mà giải quyết cái bài toán mà giải quyết cái khổ của chúng sinh phàm phu là chúng ta đi tìm những cái nhân, mà cái nhân đó nó không phải là cái yếu tố quyết định. Bởi vì hết tầm cầu cái này đó thì chúng ta tầm cầu cái khác, mà hết cái khổ này đó, thì mình gặp cái khổ khác. Bởi vì các vị cũng thấy trên thực tế đó, là không có ai mà hoàn toàn hạnh phúc hết. Mặc dù khi mà nói cái khổ đó, thì chúng ta tìm ra mỗi người nó có những vài nguyên nhân của cái khổ thôi. Có người khổ vì chồng, có người khổ vì vợ, có người khổ vì cha mẹ, có người khổ vì con cái, có người khổ vì sự nghiệp, tài sản, vân vân. Mỗi người nó chỉ có vài cái vấn đề khổ là trong cuộc sống. Nhưng mà cái căn bản là lúc nào chúng ta cũng khổ, bởi vì mình giải quyết được cái khổ, mình giải quyết được cái này rồi đó thì nó sẽ ra cái khác, mà giải quyết cái khác nó ra cái khác nữa. Cho nên á là ngay cả một những chúng sinh mà ở cái trình độ tư duy ở cái mức cao cấp nhất á, tức là những cái vị mà đã chứng thiền định sắc và vô sắc, thì trong cái khổ mà trong cái bài toán mà giải quyết cái vấn đề mà đau khổ luân hồi đó, thì các vị đó đã tháo gỡ được ra rất là nhiều thứ. Chẳng hạn giống như là nói về cái thân bệnh, thì đối với hạng phạm thiên thì các ngài không có bị những cái thân đau bệnh như chúng ta. Rồi cái khổ của các ngài đó thì giống như là cái khổ tâm, thì đối với các vị phạm thiên thì chúng ta biết rồi, các ngài không có cái tâm sân thì thành ra các ngài cũng không có cảm giác khổ thân. Tuy vậy đó thì cái tình trạng đó, đó nó không có được kéo dài, tức là nó chỉ là mang cái tính tạm thời thôi. Nó giống như là chúng ta khổ quá rồi, có những người họ nghĩ rằng là lúc nào mình ngủ được đó, thì lúc đó là mình không buồn biết buồn, nhưng mà giấc ngủ của chúng ta thì nó cũng ngắn hạn. Và một trong những cái mà cái khổ nhất đó là cái gì, cái mà luân hồi mà có, mà nó là một cái bài toán nan giải thôi. Đó chính là mình đang khổ mà mình không biết rằng là mình khổ. Nó cũng giống như là một người đang bệnh mà không biết rằng là mình bệnh. Và do vậy đó, về nhiều phương diện đó, các vị trời phạm thiên đó hơn chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó đó, những vị này nó có một cái nguy hiểm khác đó, là những vị này khó nhận ra được cái khổ. Nó giống như là những người mà bệnh mà nó không có triệu chứng. Thành ra khi mà chúng ta thấy chúng ta bị bệnh, chúng ta thấy chúng ta đau đớn, chúng ta nhức, chúng ta bị sốt bần bần, mình cảm thấy khó chịu như vậy đó. Nhưng mà nhờ những cái triệu chứng đó, mình biết rằng là cái cơ thể của mình nó có bất ổn. Còn có những cái bệnh đó mà sở dĩ người ta nói cái bệnh ung thư, bệnh nó khó trị là bởi vì cái bệnh nó ở cái giai đoạn đầu đó, mình không biết. Và cho đến khi mà mình biết được rồi đó, thì nó đã muộn. Thì các vị trời phạm thiên, các vị biết rằng là trừ ra những vị mà đã từng tu ba la mật đầy đủ đó, thì mới có thể nghe pháp được, mới có thể nghe Đức Phật và chư vị thánh nhân thuyết pháp được. Còn phần lớn còn lại đó, thì các vị nó cũng nghe không được, bởi vì các vị đó rất khó thấy ra cái khổ. Do vậy khi mà Đức Phật ngày xuất hiện ở đời thì ngày xuất hiện cái nơi nào? Ở cái cõi nhân loại. Ở cái cõi nhân loại đó là Đức Phật ngày chưa nói đến cái khổ, là chúng ta ít nhiều chúng ta đã thấy cái khổ rồi. Chẳng qua đó là chúng ta chỉ thấy một phần nào đó thôi, nhưng mà đó là một chúng sinh mà dễ dàng tiếp nhận cái điều đó. Nó giống như chúng ta là một người bệnh nhân mà nó có nhiều cái triệu chứng.
nó có nhiều cái điều chứng bệnh. Thành ra đó, khi mà bác sĩ nói bệnh đó, là chúng ta dễ dàng chúng ta quan tâm. Trở lại đó là khi mà Đức Phật ngày trình bày cái giáo lý duyên khởi đó, nó có nhiều cái vấn đề ở trong đó. Mà từ cái mấu chốt duyên khởi này đó, là Đức Phật ngày cho chúng ta thấy rằng là cái khổ, để mà diệt khổ, cái quan trọng là phải đầu tiên là hiểu về thế nào là khổ, rồi sau đó là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái khổ. Và chỉ trong cái giáo lý duyên khởi không, thì thật ra trong đó là nói rất là nhiều thứ. Chẳng hạn giống như là đôi khi mình khổ, mình nghĩ rằng là đối với một số người họ nghĩ rằng là do cái số phận mình bị khổ, hay là do vì một cái đấng tối cao nào đó muốn thử thách mình, vân 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 và vân vân. Và trong đó là không ít những người đặt cái lòng tin tôn giáo trong đó, thì chúng ta cái để mà tìm ra cái nguyên nhân về cái khổ đó là nó càng khó khăn hơn. Và Đức Phật này trong cái giáo lý duyên khởi thì tuyệt nhiên ở đó chúng ta không có tìm thấy có một cái bản ngã. Tuyệt nhiên ở trong giáo lý duyên khởi không thấy một cái sự chi phối của một cái đấng quyền năng nào ở trong đó hết, mà chỉ là do cái này có mà cái kia có, do cái này không có mà cái kia không có. Như vậy đó là những cái ý nghĩa khái quát về cái giáo lý duyên khởi. Và ở trong 12 chi giáo lý duyên khởi này đó, thì chúng ta có cái gọi là cái ba luân. Hôm trước tôi có nói sơ qua về cái ba luân này rồi. Ba luân các vị còn nhớ không? Là các vị tự ghi lấy luôn. Ba luân tức là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Thì ở trong cái ba luân này á, trong 12 cái duyên khởi đó, thì chúng ta thấy rằng là có những cái nhân á, mà nó là do cái phiền não, và có những cái nhân á, là nó thuộc về nghiệp, và có những cái nhân á, thì được kể là cái pháp quả. Do cái này có mà cái kia có, thì được mở rộng ra rằng là do vì có cái phiền não mà có nghiệp tác động cho nghiệp hành động, và do vì cái nghiệp hành động ấy, cho nên là có cái quả. Như vậy thì chúng ta có cái trong cái ba luân đó, ba cái mối nối đó, thì chúng ta có cái là do vì cái phiền não mà có cái dẫn đến cái nghiệp hành động, và từ nghiệp hành động cho nên có một cái quả. Và ở trong cái môi trường mà cái quả mà nó sinh như vậy đó, nó là một cái môi trường tốt cho cái phiền não sinh trưởng. Nó giống như là từ cái quả là do vì chúng ta có các cái căn như mắt thấy cảnh sắc, rồi tai nghe tiếng vân vân, rồi nó mới có cái là mới có cái xúc, tức là căn đối xúc với các cái cảnh tầng. Rồi từ cái xúc đó rồi chúng ta mới có cái cảm thọ, chúng ta có cái cảm thọ là khổ thọ lạc. Và từ cái khổ lạc đó thì chúng ta mới có cái ái trực tiếp hoặc là gián tiếp, rồi nó trở lại. Chúng ta thấy là từ cái họ đó là một cái môi trường, một cái môi trường mà cái phiền não nó sinh trưởng. Từ các cái căn, rồi cái xúc, rồi được cái thọ ra, nó là cái quả của cái hành, hay nó cách khác nó là cái quả của cái nghiệp luân hồi. Và trong cái quả của cái nghiệp luân hồi đó, nó lại chính là cái môi trường tốt cho các cái phiền não. Như vậy thì trong cái 12 cái mấu chốt duyên khởi chúng ta tóm tắt lại đó, thì nó thành ra có ba, gọi là cái ba luân: phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Thì trong cái phiền não luân hồi đó, thì chúng ta thấy rằng là vô minh là một loại phiền não, ái là một phiền não, thủ là phiền não. Như vậy phiền não thì chúng ta có ba cái loại phiền não đó được kể trong cái 12 duyên sinh. Rồi cái nghiệp luân hồi đó chính là hành và nghiệp hữu. Thật ra hành và nghiệp hữu vốn là một đó,
Nhưng mà ở đây nếu hôm trước chúng ta đã học lý do tại sao gọi là nghiệp hữu và lý do tại sao gọi là hành rồi, thì cái hành nó chính là cái nghiệp luân hồi và các cái chi còn lại như là thức, chánh, sắc, lục, nhập, rồi cho đến xúc thọ. Xúc thọ thì cái đó là quả luân hồi. Như vậy thì não luân hồi là vô minh, ái, thủ. Nghiệp luân hồi là hành và nghiệp hữu, và các chi còn lại là quả luân hồi. Như vậy đó là ba luân ở trong ba luân trong. Hôm nay chúng ta học thêm một cái phần tiếp theo của giáo lý duyên khởi, đó là ba thời trong giáo lý duyên khởi. Rồi các vị có thấy cái màn hình của bên bên tôi không hả? Dạ thấy. Cái thời trong giáo lý duyên khởi á, được gọi là cái chữ, được dùng cái chữ này. Trong đây được dùng cái chữ thay vì chúng ta xài, chúng ta có nhiều cái chữ để chỉ cho thời. Như là cái chữ phổ biến, cái chữ mà thường dùng đó là cái chữ thường dùng á, thì chúng ta xài chữ ca thời. Chữ ca la giống như là chúng ta nói là thời quá khứ, a ti tất ca la, vân vân. Nhưng mà ở trong cái giáo lý duyên khởi này nó, thì do vì muốn nhấn mạnh cái tính tương đối, hay nói một cách khác là muốn nhấn mạnh lên cái tính chế định của cái thời gian, cho nên các vị dùng cái chữ khác, đó là cái chữ Atta. Cái chữ Atta này đó, đây là chỉ muốn nhấn mạnh đến cái thời gian, mà thời gian muốn nhấn mạnh cái thời gian chế định. Ở đây chúng ta nhớ là ở trong 13 pháp chế định là có cái thời gian chế định và cái không gian chế định. Thật ra chữ thời ở đây chúng ta phải hiểu rằng là giống như là đứng về cái mặt không gian, chúng ta nói rằng là đây là bên phải, đây là bên trái, thì cái phải và cái trái đó nó chỉ mang một cái tính rất là tương đối ở trong một cái, trong một cái vị trí cố định nào đó, ở trong một cái hướng nhìn nào đó, chứ cái phải cái trái đó nó không phải là một cái thực tại. Bởi vì đơn giản là chúng ta gọi nó là bên trái, nhưng mà mình chỉ xây cái mặt nhìn ra hướng khác đó, thì nó là có thể nó là bên phải, có thể là phía trước, phía sau. Nó giống như là chúng ta lấy cái vị trí nước Việt Nam của vị trí nước Việt Nam của Nam mình đó, thì mình nhìn về phương Bắc đó, thì mình thấy Trung Quốc đó, nó ở về phía Bắc nước Việt Nam mình. Nhưng mà ở Mông Cổ mà nhìn xuống Trung Quốc đó, lại Trung Quốc là ở hướng Nam. Vậy cũng là Trung Quốc đó, nhưng mà đứng ở Việt Nam thì chúng ta gọi là phương Bắc, mà đứng ở Mông Cổ thì chúng ta gọi là phương Nam. Thì cái phương hướng hay là cái thời gian cũng vậy, là chỉ được nói trong một cái, nếu về không gian thì chỉ được diễn đạt ở trong một cái vị trí và một cái hướng nhìn cố định nào đó, chứ nếu mà chúng ta thay đổi đó thì nó khác. Bên phải của người này là bên trái của người đối diện, ngược lại bên trái của người đối diện là bên phải của người này, trước sau vân vân, đông tây nam bắc vân vân, tất cả nó chỉ đúng là ở trong, nó chỉ ở một cái vị trí nào đó thôi. Thì cái thời ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, thường thường á, chẳng hạn các vị có thấy cái biểu đồ này rõ không?
rõ. Dạ. Thì ở trong thường thường trong cái biểu đồ mà vẽ như thế này á, thì cái vô minh hành á, vô minh và hành á, các vị thấy cái màu này á, cái màu xám này nè, thuộc được kể vào quá khứ. Rồi cái màu vàng này á, từ thức cho đến hữu á, từ thức cho đến hữu này nè, được kể là hiện tại. Và xanh rồi cho đến giờ chết sau cái khổ não thuộc về vị lai. Và khi mình nói như vậy đó, thì dễ dàng hiểu rằng là cái vô minh và hành đó, thuộc về cái kiếp quá khứ, và từ thức đến hữu thuộc về cái kiếp hiện tại, và sanh và già chết sầu bi khổ ô não thuộc về cái kiếp vị lai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta chỉ hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ khó hiểu rằng là tại sao trong cái kiếp hiện tại này đó, là vũng đúng có sanh già chết sầu bi khổ ô não, mà tại sao mà sanh già chết sầu bi khổ ô não thì lại là được kể cho vị lai. Và ở trong hiện tại cũng như ở trong quá khứ thì lại là nó là khác. Mà thật ra đó, thì ở trong quá khứ như thế nào thì hiện tại nó cũng như vậy, và hiện tại như thế nào thì vị lai nó cũng như vậy. À, bởi vì khi mà chúng ta nói hiện tại là chỉ chẳng qua là cái hiện tại so với cái quá khứ thôi, chứ cái hiện tại này mà so với cái vị lai thì cái hiện tại cũng sẽ là cái quá khứ của vị lai. Bây giờ chúng ta gọi cái kiếp này là cái kiếp hiện tại, nhưng mà đời sau thì cái kiếp này nó đã trở thành cái kiếp quá khứ. Và do vậy ở trên cái biểu đồ thì chúng ta không có thể hiểu rằng là cái thời gian ở trong duyên khởi được trình bày nó như là ba cái đời sống, là kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và cái kiếp vị lai. Mà cái thời gian trong duyên khởi phải được hiểu rằng là những cái gì mà nó đã sanh, đang hiện hữu và sẽ sanh. Đó là cái ý nghĩa một cách rất là tương đối của cái thời gian. Bởi vì cái thời gian là chúng ta đã biết là thời gian nó thuộc về chế định. Chúng ta vừa gọi cái này nó là hiện tại, thì chỉ trong sát na sau nó đã thuộc về cái quá khứ. Như vậy là cũng cái sắc na tâm đó mà khi mà nó có mặt đó, thì chúng ta gọi là hiện tại. Khi đã diệt đi đó, thì gọi là quá khứ, và khi mà nó chưa sanh ra thì chúng ta gọi là vị lai vậy thôi. Thì cái thời gian ở trong duyên khởi đó là chỉ cho những cái pháp mà nhìn, chỉ cho những cái nhân mà nó đã được diệt đi. Và cái hiện tại đó là những gì đang tiếp nối, và tương lai là những gì đang diễn ra. Và ở trong cái biểu đồ này á, thì cái quá khứ, hiện tại và vị lai á, là không phải được trình bày thâu trong ba cái kiếp sống, và kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp vị lai. Mà ở trên cái ba thời ở trong duyên khởi này chỉ muốn nói rằng là cái thức, cái danh sắc, cái lục căn, cái xúc thọ này nè, nếu là cái thức, cái danh sắc, cái lục căn, cái xúc thọ đó là cái quả trong hiện tại, thì cái nhân trong quá khứ á sẽ là vô minh và hành. Còn nếu mà cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ này mà chưa có sanh, chưa có sanh ra, mà nó chỉ có mới có tạo cái nhân trong hiện tại thôi, thì khi đó từ cái thức, danh sắc, lục căn, xúc thọ này á, nó sẽ được gọi là cái vị lai. Và cái sanh
cái sanh rồi già chết sầu bi khổ u não mà sở dĩ mà được gọi là cái vị lai đó, là ở đây muốn diễn đạt rằng là tất cả những cái mà chúng ta đang hành động ở trong hiện tại này, nó sẽ cho cái kết quả trong vị lai là bắt đầu một cái chuỗi sanh tử mới. Cho nên được trên cái biểu đồ được diễn đạt rằng là nếu mà ở trong hiện tại này vẫn tiếp tục đầu tư về vô minh và hành, mà ở trong cái hình thức khác chúng ta gọi là ái thủ hữu đó, thì nó sẽ cho ra một cái quả trong tương lai là sanh già chết sầu bi khổ u não. Vậy thì cái ba thời ở trong cái giáo lý duyên khởi này thì muốn nói đến cái thời như thế nào? Trong đó nó có những pháp nó thuộc về cái nhân quá khứ, nó cho cái quả hiện tại, và cái nhân hiện tại đó cho cái quả vị lai. Đó chính là ba thời ở trong giáo lý duyên khởi. Vậy thì những cái quả nào ở trong hiện tại này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái nhân quá khứ của nó là vốn là vô minh và hành. Và cái nhân nào ở trong hiện tại này á, cái nhân vô minh và hành nào ở trong hiện tại này đó, thì nó sẽ cho cái quả ở trong vị lai cũng tiếp tục là danh sắc thức, danh sắc lục căn xúc thọ. Và từ cái danh sắc lục căn xúc thọ này đó, về cái biểu hiện ở bên ngoài thì còn có cách diễn đạt khác đó, là sanh già chết sầu bi khổ u não. Cho nên đó, là nếu mà chúng ta nhìn trên cái biểu đồ mà mình thì dễ dàng hiểu lầm rằng là cái vô minh và hành nó thuộc về cái đời sống quá khứ, đời thức, rồi cho đến hữu á là đời sống hiện tại, và sanh già chết sầu bi khổ u não thuộc về cái tương lai. Nhưng hiểu như vậy đó thì nó không phải nó sai, mà nó không có được rõ ràng. Vậy thì ba thời ở trong quá khứ thì chúng ta phải nhớ là cái nhân quá khứ á, thì nó cho ra cái quả hiện tại, và nhân hiện tại đó thì nó sẽ cho cái quả vị lai. Đó chính là cái thời mà được đề cập đến ở trong cái giáo lý duyên khởi. Vậy là cái ba thời này, cái chúng ta có ba thời là chữ Attha. Ba thời ở đây á, thì chúng ta phải biết rằng là đây chỉ không có kể kiếp, không có kể từng kiếp một, mà kể là nhân quá khứ. Nhân quá khứ. Và hai nó là quả hiện tại, nhân quá khứ, quả hiện tại. Quả hiện tại. Rồi cái thứ ba là quả hiện tại, rồi từ cái này nó dẫn đến cái nhân hiện tại. Rồi cái quả vị lai. À, tôi lặp lại nha. Nếu mà chúng ta thấy lấy cái thức, cái danh sắc, lục căn, xúc, thọ để làm cái quả hiện tại đó, thì ở cái quá khứ ở đây đó là vô minh và hành. Và nếu mà cái vô minh là và hành đó, chúng ta lấy vô minh là hành ở trong hiện tại đó, thì thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ là vị lai. Còn cái ái thủ hữu á, cái ái thủ hữu ở đây thật ra nó cũng chính là vô minh và hành. Và cái sanh và chết sầu bi khổ u não cũng chính là thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ. Hôm trước tôi đã nói cái phần này rồi.
để các việc chú ý về cái ba thời trong cái giáo lý duyên khởi là như vậy. Và từ ba cái thời này á, chúng ta có cái gọi là có cái chúng ta chia ra thời đó, thì chúng ta có cái chúng ta có nói đến cái nhân và cái quả, trong đó cái nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại và quả vị lai. Thì cái nhân quá khứ á, vô minh mà hành thuộc về cái nhân trong quá khứ, và cái nhân trong quá khứ này á, nó còn được diễn đạt qua cái ái thủ hữu. Và do vậy đó, ái thủ hữu cộng với cái vô minh và hành này đó, thuộc và kể về năm nhân quá khứ. Rồi cái từ thức cho đến thọ này đó, được kể là cái quả trong hiện tại. Rồi cũng lặp lại như vậy đó, là năm cái này á, nếu mà trong hiện tại thì từ cái thức này, từ cái thức cho đến thọ đó thì là quả, quả vị lai. Tôi nói như vậy các vị có nghe kịp không? Dạ, thưa ông kính bạch thầy. Dạ, dạ, các vị nhận ra được không? Nhân dạ, quá khứ thì... là vô minh hành nè. Dạ. Vô minh hành. Và cái vô minh hành này đó, nó còn thêm những cái hình thái là ái thủ hữu, ái thủ. Dạ, con kính bạch thầy, cái hữu đó là cái nghiệp hữu hay sanh hữu? Nghiệp hữu chứ trong nghiệp hữu. Dạ, yeah, dạ, yeah, hành này kể ra nghiệp hữu. Yeah. Tại nghiệp hữu này chính là hành. Yeah. Và ái thủ này chính là vô, chính là vô, chính là vô minh. Vô minh và ái thôi. Dạ, vô minh. Dạ, yeah. Dạ, vô minh, thế là vô minh. Rồi nó mới từ cái đó, đó, nó mới cho ra cái quả là thức cho đến thọ. Và nếu mà cái vô minh hành ái thủ hữu này mà được kể là nhân quá khứ thì năm cái này á, được kể là quả hiện tại. Và nếu vô minh hành ái thủ hữu này là nhân hiện tại thì năm cái này đó thì được kể là cái quả vị lai. Còn cái sanh chết già chết sầu bi khổ u não này nó cũng chỉ, nó là biểu hiện của thức cho đến thọ. Vậy thì chúng ta có năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, mà năm nhân hiện tại, năm quả vị lai. Thì về chi pháp thì có 10. Vậy ở đây các vị có nắm được cái ba thời ở trong cái giáo lý duyên khởi không ạ? À? Dạ, chưa có. Dạ, dạ. Dạ. Và từ cái ba thời này á, chúng ta có cái gọi là cái mối nối. Cái mối nối, cái mối nối chữ Pali là cái chữ ba mối nối, là tí sanh thí là cái mối nối, tí sanh thí là ba mối nối, gọi là ba tục đoan. Ba tục đoan. Tí sanh thí. Cái chữ tục có nghĩa là nói, nó giống như về danh từ xưa người ta có từ gọi là tục huyền, chắc là các vị biết cái chữ tục, tục huyền. Tục huyền nghĩa gốc có nghĩa là nói lại dây đàn. Rồi cái nghĩa rộng, nghĩa bóng á, thì chỉ cho người mà khi họ đã có gia đình rồi thì lý do nào đó họ không có sống chung nữa, người chồng hay người vợ chết, người còn lại đi thêm một bước nữa là tục huyền.
Tục miền tức là nói thêm một cái nói lại cái một cái sợi dây đàn mới. Sợi dây đàn mới là một người bạn đời khác. Tục là nói, đoan là mối, ba cái tục đoan tức là ba cái mối nói. Thì sao thì thật ra ba cái mối nói này đó là chính là cái diễn đạt một lần nữa về cái ba thời, do vì có nhân quá khứ, quả hiện tại và cái nhân hiện tại đó thì nó có quả hiện vị lai. Thì giữa nhân quá khứ và cái quả hiện tại thì chúng ta thấy là nhân quá khứ và quả hiện tại đó, thì ở đây trên cái biểu đồ này chúng ta có thấy cái, từ cái hành quả thức này á, thì được gọi là một cái mối nối. Rồi cái quả hiện tại với cái nhân hiện tại đó, từ cái quả hiện tại với cái nhân hiện tại đó thì chúng ta có cái là giữa thọ mãi. Thọ mãi đây là cái mối nối thứ nhất, đây là cái mối nối thứ hai. Rồi cái mối nối thứ ba đó là giữa cái nhân hiện tại với cái quả vị lai, thì chúng ta có cái mối nối thứ ba. Ba cái mối nối này gọi là tí sanh thí, hay là ba tục, ta dùng cái chữ Hán gọi là ba tục đoan, nói cái chữ Việt dễ hiểu nó là ba cái mối nối, tức là mối nối giữa cái nhân quá khứ với cái quả hiện tại. Rồi cái mối nối thứ hai đó là cái nhân hiện tại, cái quả hiện tại với cái nhân hiện tại. Và cái mối nối thứ ba đó là cái nhân hiện tại với cái quả vị lai. Các vị tự ghi được mà. Cái này quá khứ nè, là nhân quá khứ. Này nhân quá khứ. Rồi từ đây nó gọi là cái quả hiện tại. Quả hiện tại. Rồi đây đó là nhân hiện tại. Nhân hiện tại. Rồi đây là quả vị lai. Thì thật ra những cái phần phân tích như vậy đó, để chúng ta hiểu về cái giáo lý duyên khởi cách rõ ràng thôi, chứ nó cũng còn nhiều cái chứ còn cái nghĩa chính là đó là cái vấn đề mà tôi đã cố gắng trình bày cho các vị rồi. Còn cái đây những đó là những cái phân chia, nhưng mà những cái phân chia này đó là cũng là một cái sự phân chia này nó cũng nó giúp mình có một cái hệ thống, mà nhờ cái hệ thống đó mà từ cái ba cái tục đoan này đó thì chúng ta nhớ đến cái gọi là cái quá khứ hiện tại vị lai, tức là ba thời trong duyên khởi. Và do vì từ cái ba cái mối nối này á thì chúng ta có bốn cái đoạn, bốn cái đoạn nối và ba cái mối nối mà nó ráp chung lại đó, thành ra thành có bốn đoạn. Thì bốn đoạn ở đây đó, chúng ta có thấy rằng là cái chữ sẵn ghi luôn để cho các vị nhớ, cái đoạn này gọi là cái yếu đoan, và bốn cái yếu đoan. Vì sang khai quá. Cái chữ đoan cũng là mối hay là đoạn. Còn cái chữ yếu á, tức là trọng yếu, chữ yếu này là cái chữ Hán chứ không phải chữ Việt. Yếu này đồng nghĩa với chữ yếu nhân, là người quan trọng, chứ không phải là người ốm yếu. Bởi vì ở trong cái đôi khi mình quen miệng mình có nói chuyện nó dễ nhầm lẫn, giống như chúng ta có cái là cái yếu điểm. Giờ yếu điểm nó khác với cái điểm yếu. Hai cái này khác nhau, nó khác nghĩa nhau chứ nó không đồng nghĩa được. Bởi vì cái yếu điểm ấy thì chúng ta thấy rằng là mình được dùng ở trong cái ngữ pháp chữ Hán, và khi đó cái tiếng cho tiếp tính từ á, nó được để ở phía trước. Còn khi nói điểm yếu đó
thì nói theo cái ngữ pháp tiếng Việt, cho nên cái tính từ nó được để sau. Và cái yếu điểm á, cái chữ yếu của tiếng Hán á, tức là nó quan trọng, được gọi là yếu nhân, là nghĩa người quan trọng. Còn cái yếu trong tiếng Việt á, có nghĩa là nó phản nghĩa lại với cái chữ mạnh. Do đó cái yếu điểm á, chính là cái điểm mạnh. Còn cái điểm yếu á, nó là nhược điểm chứ không phải là cái yếu điểm. Nhưng mà đôi khi chúng ta nói nó quen miệng thì lầm lẫn cái điểm này. Thì yếu đoan á, tức là bốn cái đoạn, có bốn cái đoạn chính, bốn cái đoạn chính ở trong cái giáo lý duyên khởi. Thì ở đây chúng ta nhìn ở trên đây chúng ta thấy rằng là từ ba cái mối nối này hình thành ra bốn đoạn. Vô minh và hành là một đoạn. Vô minh và hành nó là một đoạn. Và đổi màu một chút các vị dạy nhìn. Vô minh và hành nó là một đoạn. Rồi từ thức mà đến thọ đó là một đoạn, rồi thọ qua bên thọ đến thọ duyên cho ái nó là một đoạn. Rồi ái thủ nghiệp hữu là một đoạn. Ái thủ nghiệp hữu là ba cái này là một đoạn. Rồi sanh và chết sau biết khổ não này là một đoạn. Trên cái đồ này thì các vị thấy từng là ba cái mối nói hình thành là bốn đoạn thì nó cũng dễ nhìn. Đây. Vậy là cái phần thứ ba để chúng ta cái phần phân tích thứ ba về duyên khởi thì chúng ta có là cái ba cái bốn cái yếu đoan từ ba cái mối nối là ba thời ba cái tục đoan từ cái ba thời đó chúng ta có ba tục đoan từ ba cái tục đoan đó chúng ta có bốn cái yếu đoan thì đó là cái sự phân chia theo ở trong cái giáo lý duyên khởi. Còn ngoài ra đó thì giáo lý duyên khởi còn kể đến cái ba luân đầu tiên thì chúng tôi đã đề cập rồi. Và cái phần phân chia thứ nếu kể luôn ba luân á, ba luân ba thời ba tục đoan bốn yếu đoan đó thì chúng ta còn cái phân tích thứ tư nữa, thứ năm mà nữa, tức là hai cái căn bổn. Hai căn bổn. Bổn hay bản thì cũng giống nhau. Hai cái căn bổn á chính là hai cái gọi là chữ 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 cái chữ mô lá, nghĩa là những cái cội nguồn hay là gốc rễ, chúng ta gọi những gốc rễ chúng ta dịch là căn bổn. Thì cái gì gọi là cái cội nguồn, cái nào gọi là cái gốc rễ của cái vòng luân hồi này, thì ở giáo lý duyên khởi nó đề cập đến hai cái gốc rễ đó chính là vô minh và ái. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là vô minh á, trên cái biểu đồ này á, thì vô minh á, là cái gốc của một cái nhân ở trong quá khứ, và cái ái á, là cái gốc rễ cái trong nhân hiện tại. Thì thật ra khi nào mà ái diệt á, là vô minh diệt,
Và bất luận khi nào mà vô minh diệt là ái diệt, ở trong cái phần trong cái phần cơ bản thì chúng ta biết rằng là đối với một vị thánh hữu học á, các ngài vẫn còn vô minh và ái. Mà khi nào mà ái mà diệt hoàn toàn thì khi đó là vô minh cũng diệt hoàn toàn. Và tương tự như vậy, khi nào vô minh diệt hoàn toàn thì ái cũng là diệt hoàn toàn. Không có trường hợp mà vô minh đã diệt rồi mà vẫn còn ái, cũng không có trường hợp mà ái đã diệt hoàn toàn rồi còn vô minh. Và do vì ở trên cái biểu đồ này được trình bày, được cái trình bày vô minh duyên hành á, còn được trình bày trong cái hình thức ái thủ hữu, hữu ở đây là nghiệp hữu á. Do vậy ở trong cái giáo lý duyên khởi này nói đến hai cái căn bản là gốc rễ sinh tử á, chính là vô minh và ái. Thì chúng ta thấy là vô minh á, là khởi đầu của cái nhân quá khứ này. Vô minh là khởi đầu của nhân quá khứ này. Rồi ái nó là khởi đầu của nhân hiện tại đây. Do vậy khi mà nói đến phân tích đất theo hai cái gốc rễ, cái cội nguồn của cái vòng sinh tử luân hồi, một cái đó là do để tác động cho ra cái quả hiện tại, và một đó là cái khởi nguyên để cho ra cái quả vị lai. Vì là hai cái mấu chốt này được trình bày trong cái cho một cái vòng sinh tử, cho nên hai cái này đó thì được kể là cái hai cái căn bản của cái vòng sinh tử luân hồi. Và cái hai cái này thật ra đó là nó gắn kết với nhau, nó gắn kết với nhau, cái này tác động cái kia. Và cái sự gắn kết đó nó được biểu hiện ở trong sự gặp gỡ của hai cái vô minh vẽ này nè, nó gặp gỡ lại ở trong thủ. Vậy thì chúng ta nói rằng là cái căn bản của cái vòng sinh tử luân hồi này là vô minh vẽ cũng được, hay chúng ta tóm tắt lại do cái thủ này, bởi vì cái thủ này nó bao gồm do là vô minh và ái. Chúng ta nhớ bốn cái thủ rồi, thì bài học ngày hôm nay đó thì bài học ngày hôm nay đó là chúng ta phân chia cái vòng duyên khởi này theo các cái trường hợp, được phân chia thành ba luân, là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Hay là chúng ta phân chia theo ba thời là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại và vị lai. Rồi chúng ta chỉ có cái ba cái mối nối, gọi là ba cái tục đoan. Rồi từ ba cái tục đoan đó, chúng ta ba cái mối nối nó chia thành ra bốn đoạn, gọi là bốn cái yếu đoan. Trong bốn cái đoạn đó nó hình thành ra 12 cái mấu chốt duyên khởi. Và trong 12 cái mấu chốt duyên khởi đó thì có hai mấu chốt được xem là cái cội rễ, căn đệ, là cái căn bổn của cái vòng sinh tử luân hồi này, chính là vô minh và ái. Và vô minh và ái đó, hai cái vô minh và ái này gặp nhau ở cái mấu chốt thủ và duyên hữu, và từ cái thủ đó nó cho ra cái hữu và cái vòng luân hồi tiếp tục được tái lập. Chúng ta kết thúc với buổi học ở đây. Và cái buổi học sau đó thì tôi sẽ giới thiệu về các vị về cái duyên hệ và cái nội dung của cái duyên hệ được trình bày ở trong cái bộ thứ bảy, gọi là bộ Bạch Thanh Á, còn gọi là cái bộ
bộ vị trí. Ngày xưa cũng có lúc dịch gọi là cái bộ đại sứ. Thì buổi sau thì chúng ta sẽ học về cái duyên hệ. Duyên hệ ở đây là như các vị biết rằng là trong cái duyên sinh á, là cái sự tác động giữa nhân và quả đó, nó có nhiều cái hình thái khác nhau. Vô minh nó tác động cho hành á, thì nếu mà vô minh tác động cho phúc hành á, thì nó khác với là vô minh nó tác động cho phi phúc hành. Và trong cái vô minh mà tác động cho phi phúc hành đó, nó có nhiều cái hình thái khác nhau, nó có nhiều cái cách khác nhau. Thì cái cách mà nó tác động như thế nào cho ra cái quả, thì cái cách đó nó gọi là duyên hệ. Duyên gì vậy? Thì duyên hệ tức là cái cách mà nó trợ sinh. Duyên sinh đó, tức là nói đến cái nhân và cái quả. Nhưng mà cái nhân nó cho ra cái quả như thế nào đó, thì cái như thế nào đó chính là cái duyên hệ. Vậy thì cái duyên hệ là cái phần được mở rộng cái duyên sinh. Và như hôm trước tôi có nói các vị đó là cái phần mở rộng duyên sinh này là nó bằng cái nội dung của phần còn lại của 6 cái bộ diệu pháp còn lại. Vậy thì chúng ta chỉ thấy là vô minh duyên hành, hành duyên có 12 chi phần đó, và 12 chi phần đó với cái chi pháp mà những vị nào đã nắm cái phần cơ bản rồi, thì thật ra đôi khi chúng ta để thời gian khoảng một ngày chúng ta cũng nhớ cái chi pháp vô minh là gì, hành là gì, vân vân. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật ngài gọi nó là rối lắm như là một cái tổ kén? Và chính những vị luận sư nổi tiếng như là ngài Bồ Tát Vô Sáng, ngài nói rằng là khi mà trình bày về giáo lý duyên khởi đó, thì thật sự rất là khó để phải nói như thế nào, bởi vì nói như thế nào nó thì nó cũng như là nó cũng không đủ hết. Và bản thân của tôi trình bày về học về cái giáo lý duyên khởi này, chắc nếu mà lớp này mà nếu mà tôi có dạy đâu đó về cái giáo lý duyên khởi này, chắc tôi cũng dạy cách khác nữa. Cứ mỗi lần trình bày thì tôi nghĩ là phải nói cách khác nhau, bởi vì ngay cả khi mà tôi chia sẻ các vị, tôi cũng không có chắc chắn rằng là đây là cái cách tốt nhất. Chúng ta có nhiều cách nói về cái giáo lý duyên khởi, nhưng mà một trong cái cách mà hay nhất chính là trình bày giáo lý duyên khởi bằng cái duyên hệ. Rồi chúng ta kết thúc buổi học ở đây rồi, buổi sau thì chúng ta học về các cái, nếu sao buổi sau chắc phải cũng ôn tập ít nhiều những cái chi pháp để chúng ta học về cái duyên hệ. Giống như dạ, cô Hà cũng có câu hỏi. Mình xin mời cô Hà. Dạ, dạ, cho con kính đại thầy. Dạ, xin phép thầy cho con được hỏi, cái nghiệp hữu nằm ở trong cái nhân hiện tại như vậy thì cái sanh hữu nằm ở đâu? Có thể là trong quả. Còn dạ, cái sanh hữu được kể là cái quả bị lai con. Dạ, chưa kể nặng đâu. Nhưng mà hôm trước tôi có nói đi nói lại về cái phần hữu á, trong đó có nghiệp hữu và sanh hữu á. Sở dĩ mà cái sanh hữu được kể là ở đây là cái sanh hữu được kể như là một cái hành duyên cho thức, thức duyên danh danh sắc, vân vân. Còn cái sanh phía sau á, về chi pháp á, thì cũng giống như vậy, nhưng mà ở đây nó là nói về cái biểu hiện của một chúng sinh khi ra đời trong cái hình thức là thai sinh, hóa sinh, thấp sinh, vân vân. Thì ở một là nói về cái yếu tố vận hành. Còn cái sanh mà ở trong sanh già chết sầu bi khổ u não, tức là cái biểu hiện của sự vận hành. Còn về chi pháp thì chúng ta thấy nó có cái sự trùng lập như vậy, nó thành ra ở đây học có các vị chú ý coi mấy cái món nối, chẳng hạn giống như là phải theo tôi thì phải lưu ý về cái mối nối như là từ vô minh có hành. Thì có nhiều Phật tử thắc mắc rằng là tại sao mà trong lúc mà mình làm thiện á, thì lại nó cũng từ cái động lực vô minh. Thì đôi khi tôi cũng nói đi nói lại, nhưng mà cái việc này nó sẽ rõ ràng hơn là ở trong cái phần duyên hệ giải thích rằng là tại sao mà chuyện nó cũng bắt đầu cũng là do cái từ vô minh. Rồi một cái mối nối khác đó là chúng ta có cái
cái danh sách duyên cái lục nhập về cái chi pháp á, thì chúng ta biết lục nhập đó là sáu xứ, mà trong sáu xứ đó con độ cũng có bao hàm ở trong cái danh sách. Nhưng ở đây đó, thì lại là muốn nói đến là một cái lục nhập á, tức là chỉ cho cái danh sách ở trong cái hoạt dụng của nó, và cụ thể đó là nó cái thời bình nhật. Chứ còn thí dụ giống như là cái sáu căn của chúng ta, là khi mà chúng ta còn ở trong cái bụng mẹ vân vân, thì cái sáu căn đó thì thật ra nó cũng chưa có làm cái gì hết. Nó giống như là mình tạm ví dụ giống như là nói rằng là do có vị sa di đó mà ngày hôm nay trong chùa có vị tỳ kheo, thì vị sa di về vị tỳ kheo đó nó chỉ khác nhau là vị cũng người đó mà họ giới phẩm thôi. Nhưng mà ở đây người ta muốn nói trong một cái vai trò khác, thì cái những cái chi pháp ở trong cái giáo lý duyên thời này nó có đôi khi cái nhân đó về cái chi pháp đó nó giống, nhưng mà cái mà nhấn mạnh đến cái hoạt dụng của cái chi pháp đó nó thì là khác. Rồi cái mấu chốt thứ ba mà chúng ta cần phải lưu ý đó là cái thọ duyên cho ái, thì thọ lạc đó, thì duyên cho ái phải rồi, nhưng mà thọ khổ thì chúng ta duyên cho ái, đó là cái mấu chốt chúng ta chú ý. Và cái mấu chốt thứ tư mà cần phải lưu ý nó là cái hữu duyên sanh. Rồi còn có hỏi nào không ạ? Dạ, thưa con có cũng có một câu, thưa con xin phép nghe. Cái phiền não luân hồi, tức là cái phụ mình và cái ái và cái thủ. Dạ. Như vậy là khi có cái phiền não, tức là cái cũng là cái lúc tạo nghiệp, tức là cái nghiệp luân hồi, thì nó gồm có hành vi hữu nghiệp hữu rồi đấy. Dạ, dạ phải. Dạ. Thì ở khi mà để nếu như một cái người bình thường mà không có tu tập, thì khi mà họ chấp thủ thì cái vòng tròn mới phát sinh, tức là cái nghiệp thủ phát sinh từ cái thủ, thưa có phải như vậy? Dạ phải. Dạ. Thì cái ở chỗ này thì cái sanh hữu nó có được từ cái nghiệp thủ. À, cái sở dĩ là cái hữu mà được kể cho cái kể chung, sở dĩ mà cái sanh hữu mà được kể chung cho hữu á, là bởi vì cái hữu ở đây á, tức là từ cái thủ, và từ cái thủ đó cho Đức Phật ngài nói đến cái hữu đó, và cái hữu ở đây á, là nó bắt đầu một cái vòng hiện hữu mới. Yeah. Và bắt đầu cái vòng hiện hữu mới, mà cái vòng hiện hữu mới đó, đó là sở dĩ mà có cái hiện hữu như vậy, đó là do việc có cái hành, có cái nghiệp hữu cho nên sanh hữu vân vân, cho nên là được kể có cái sanh hữu ở trong đó. Yeah. Okay. Yeah. Cho một cái trường hợp khác là giống như khi mà một người mà tu tập về cái tuệ quán, thì khi mà họ có cái sự tỉnh thức, thì lúc đầu họ mà tiếp xúc với cái thọ, yeah, xúc và quả thọ, những khi yeah, họ không có duyên quả ái, nhưng khi đó thì họ sẽ cái tâm họ được thay thế, cái ái thì được thay thế bằng giống như cái tâm thiện học trí, thì yeah, cái lỗ tâm của cái động lực này là cái động lực học trí, chứ không có cái tâm. Yeah, đó là dạ, con có nói cho tôi nghe, nó hơi giật, tôi nghe không rõ, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi nắm được ý cô, và có nói là cái câu hỏi hay cô. Yeah. Bởi vì nếu mà thọ mà luôn luôn duyên ái thì chúng ta không thể tu được. Dạ, yeah, dạ, yeah. Cho nên một cái hướng của người tu là thọ không có duyên ái mà duyên cho tính. Dạ, yeah, không duyên cho tính. Nếu mà có cái sự cẩn thận, có cái sự tinh tấn, có cái sự chánh niệm ở đó, thì nó cắt đứt người đó. Dạ.
nó cắt đứt, nhưng mà mình không, với một vị còn phàm phu hay thánh hữu học quá thì không cắt đứt hoàn toàn được. Yeah. Là ví dụ trong cái lúc mà mình dùng chánh niệm mình tu tập đó, thì cái thọ đó nó không có làm cái môi trường cho ái. Yeah. Nhưng mà khi mà lúc mình quên mình đó, thì cái thọ nó tiếp tục nó làm môi trường cho ái. Ví dụ giống như lúc cô ngồi thiền á, yeah, thì cô kiểm soát được là cô không để cho thọ duyên ái. Nhưng mà yeah, sau cái thiền á, mình ra ngoài mình sinh hoạt bình thường, ăn uống, nói chuyện với bạn bè đó, thì khi đó cái thọ duyên ái lại. Dạ, duyên ái lại. Dạ. À, à, rồi một vị hành giả nó bắt đầu giảm dần, giảm dần cái ái đó. Tức là ví dụ như là băng một ngày đó là mình mới tu tập đó, thì mình giữ được khoảng một giờ đồng hồ thọ không có duyên ái. Rồi yeah, sau đó là bị nó kiểm soát được một ngày hai giờ đồng hồ là thọ không duyên ái, rồi kiểm soát riết đó, cho đến mức độ mà cái thời gian cái thời thọ nó duyên ái nó ít hơn, mà ít hơn cái thọ duyên tính. Bởi vì hôm trước tôi nói đến một có một cái cách dịch mà tôi chỉ nói thoáng qua thôi, bởi tôi nói nhiều quá tôi sợ các vị đói lắm. Tức là ở trong cái chữ Pali giống như là các vị tụng hàng bữa đó, Avijja Paccaya Sankhara, rồi cái chữ Sampavanti, cái động từ để cuối cùng để dùng chung cho tất cả mọi cái mấu chốt đó, thì cái chữ Pali đó là Avijja Paccaya Sankhara Sampavanti, tức là hành á, nó được hiện hữu là do cái duyên vô minh. Và ở đây nó càng rõ ràng hơn là chúng ta hiểu rằng là cái ái á, nó có mặt á, là do vì cái sự tác động của thọ. Ái nào á, nó cũng do từ thọ hết. Nhưng mà khi mà chúng ta nói thọ duyên ái thì chúng ta dễ dàng hiểu rằng là hãy có thọ thì có ái. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng là hễ mà ái có mặt được thì phải có thọ. Cô nghe kịp ý tôi nói không? Dạ, thưa con có. Dạ, cho nên chúng ta ở đây phải hiểu rằng là ái mà có mặt được á, là do thọ. Luôn luôn là như vậy. Ái nào có mặt nó cũng là do thọ hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta dịch xuông, chúng ta dịch theo cái... theo cái cách nói là thọ tác động cho ái, thì chúng ta nghĩ rằng là hãy có thọ có ái, nhưng không hẳn. Do vậy ở đây càng phải hiểu theo cái văn phạm, cái ngữ pháp Bali, tức là ái có mặt là do duyên thọ. Nhưng mà nói vậy thì nó hơi dài dòng. Chính bản thân tôi cũng thuộc lòng là vô minh duyên hành, thành duyên tính, tích duyên sắc, quen miệng như vậy đó. Yeah. Thì hôm trước thì tôi cũng có nói sơ, tôi có nói thoáng qua cái việc này, biết trong lớp có vị học viên nào còn nhớ không? Rồi cũng lưu ý chung cho các vị á, nhất là những vị nào chúng ta đọc sách á, là bởi vì tôi nói rằng là sách á là trình bày, khi người soạn thì phải cố gắng là trình bày đầy đủ, và chính vì trình bày đầy đủ như vậy đó, nó là quá nhiều, đôi khi mình nghĩ rằng mình khó nhớ. Nhưng mà khi tôi học á, khi mà tôi hướng dẫn các vị đó, là tôi gợi ý tức là chỉ phần nào á thì chúng ta chỉ nhớ cái phần đó thôi. Tôi lấy ví dụ như chẳng hạn giống như là bất cứ cái chuyện gì ấy, mình có nhiều cách mình phân chia. Chẳng hạn giống như mình nói con người mình đi, thì chúng ta có phần chúng ta chia theo cái giới tính có nè, chúng ta theo tuổi tác có nè, rồi chúng ta phân chia theo quốc tịch có, rồi chúng ta chia theo quốc gia có, rồi chúng ta chia theo vân vân hàng trăm ngàn thứ. Chẳng hạn giống như bây giờ đang cái mùa dịch bệnh thì chúng ta còn có phân chia là hai loại người, tức là người đã được tiêm chủng vaccine và người chưa tiêm vaccine vân vân, thì chúng ta có vô số cái phân chia như vậy. Thì vì cách mà sống bình thường chúng ta chuyện gì mình cũng phân chia rất là nhiều trường hợp, thì khi mà chúng ta đọc sách đó mình thấy rằng là một cái vấn đề chẳng hạn giống như vấn đề nào đó mà được chia theo làm 2, làm 3, làm 5, làm 6, vân vân, mình thấy nó nhiều. Nhưng mà ở đây mình chỉ học cái phần nào á, là mình được tính vào cái phần đó.
ví dụ giống như là mình học cái chỗ khác đó, thì mà nói vô minh nó thuộc về cái thuộc về tà kiến thủ hay vân vân, nhưng mà ở trong cái duyên hệ này thì mình vô minh này nó thuộc về cái nhân quá khứ là nhân hiện tại. Thì ở đây cũng là cái nhắc lại là trong cái phần mà giáo lý duyên khởi này do chịu rất là rộng và tôi trình bày đó, là tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng là càng thái quát chừng nào để cho các vị dễ nắm chừng đó, cho nên là những cái gì mà chưa cần thiết đề cập đó thì tôi không có đề cập. Thì có một số phần đó, nó sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta theo dõi các cái phần sau. Thật sự các vị biết là tôi hướng dẫn cái diệu pháp tôi thích nhất là cái phần duyên sinh và duyên hệ. Và mặc dù cái phần này đó thì thường thường học viên mà theo đuổi trên đây thì ít, nhưng mà đó là cái phần mà tôi thích hướng dẫn nhất là cái phần duyên sinh và duyên hệ này. Ê, các lớp học ở đây các vị còn có nào nữa không ạ? Và nếu hết câu hỏi thì chúng ta nghỉ ở đây. Thành thưa quý tịnh hồi hướng. Kính thưa quý sư. Di năng hô nhà ti năng hô tu sukhita hon tu nhà tayo. Di năng về bụi nhang đi pa na sa pai cha yo hô tu. Dạ, kính thiêng thượng tọa Phật Nhiên và kính chào tất cả. Dạ. 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 Dạ